Dạ vâng, em test cái đôi loa Violer CS603 nhé, cho anh khách hàng có đuôi số là 5959 nhé. Vâng, đấy. Đây, toàn bộ các loa về đây anh nhé. Đấy, loa đây. Đấy. Ok nhá. Nói chung là con này em đã bán được rất nhiều rồi, nhưng mà đôi này về phải nói là rất đẹp. Đấy. Đôi này của nó là rất đẹp. Vâng. Đấy. Hàng về em cũng chưa phải lau chùi gì cả, dù một cái băng dính em cũng chưa bóc ra luôn. Đấy. Quá quá là đẹp rồi. Vâng. Đấy. Đấy. Ok nhá. Sau đây em sẽ tiến hành test loa nhá, để quý vị và các bạn thưởng thức nhá. Dạ vâng, em test đôi loa này nhá. Đây. Em đang sử dụng con đờn ông 300Z nhé. Vâng. Đấy. Em sẽ thử từng vế một nhé. Đây, ba năng này. Đấy. Đấy. Đấu nó hơi chéo một tí. Và đáng là con này thì phải ở vế này. Con này thì phải ở vế này. Vâng. Đấy. Thì nó đây nhá. Em sẽ đưa âm bát vào loa bát nhé. Đấy. Đấy. Bát ok nhá, đánh trong veo. Vâng, không dè diệc nhá. Ok nhá, bây giờ em sẽ đưa âm trung tép vào loa trung và loa tép nhá. Đấy. Khi em đưa lên nhá. Các âm này nó là âm lời nhá. Khi mà không có âm này thì cái lời ra không thể nghe tiếng được, hoặc là tiếng rất kém luôn. Cho nên là khi lời nó rõ này, đây, nghe này, lời đã ok rồi nhá. Đấy, đây, đây, tiếng tép này leng keng đây rồi nhá, ok rồi nhá. Vâng. Đấy. Đấy. Ok nhá, trung tép ok lên hết rồi nhá. Em tiếp tục cho chuyển sang bên kia nhá. Đây, em tiếp tục cho chuyển sang bên này nhá. Em sẽ thử loa bát trước nhá. Em sẽ thử loa bát, đưa cái âm bát vào loa bát nhá. Vâng, chờ tí nó đang hết nhạc ạ. Vâng. Đấy, em sẽ đưa âm bát vào loa bát này. Đấy. Bát đánh tiếng trong rõ ràng. Không có tiếng dè của bát nhá. Ok, bây giờ đấy, nó không có trung và tép, nó nghe nó như này nhá. Bây giờ em sẽ đẩy trung và tép nhá. Đây, mức từ đây lên đây nó sẽ là trung, và từ đây lên đây cao nó phần chép nhá. Em sẽ đẩy cả trung cả tép vào nhá. Đây. Đấy. Trung lên rồi này, em đẩy tiếp vào tép này. Đấy, em đẩy tiếp tép ra rồi nhá. Đấy. Trung tép ok hết rồi nhá. Đấy. Em ngắt âm bát đi này. Đấy. Còn trung và tép đây nhá. Đấy. Ok nhá. Đấy, tất cả các loa là ok rồi. Vâng. Đấy, lời lên rồi này. Đấy, tép lên rồi này. Đấy. Con này tiếng thì rất hay rồi nhá. Không phải nghĩ luôn. Vâng. Tiếng con 603 con này em đánh cả hai loa nhá. Riêng đôi 603 tiếng cực kỳ hay.
Em phải khẳng định em bán đôi này nhiều và rất nhiều người thích rồi nhá. Cực kỳ hay nhá. Vâng. Quý vị nào mà cần đặt hàng tiếp thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966594581. Địa chỉ là số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Vâng. Quý vị xem video clip của em nhé. Thì theo dõi kênh của em thì xin hãy ấn nút đăng ký kênh nhé. Và ấn nút chuông để theo dõi các cái video clip mới nhất của bên em nhé. Về các sản phẩm mới nhất, và để có thể là có thể một lúc nào đó quý vị sẽ có tìm được sản phẩm của mình yêu thích để đặt hàng nhé. Dạ vâng, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị nhé. Đây, căng của nó đây. Đấy, căng của nó về rất đẹp nhá. Ok. Đấy. Ok nhá, căng đây. Vâng. Em xin cảm ơn ạ.